thiện tài bạch rằng đức thánh cảnh giới trí quang minh này như thế nào tỷ kheo ni nói thiện nam tử khi ta nhập vào môn trí quang minh này thì được sinh ra vua tam muội tất cả pháp nhờ tam muội này nên được ý sinh thân đi đến tất cả thế giới trong mười phương chỗ nhất sinh sở hệ bồ tát ở cung trời đâu xuất ở trước mỗi bồ tát ta đều hiện ra thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật mỗi mỗi thân cũng dường nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật như là hiện thân thiên vương cho đến thân ông vua cầm mây hoa cầm mây tràng hoa hương đốt hương thoa hương bột y phục chuỗi ngọc tràng phan lụa lọng lưới báu phan báu, tạng báu, đèn báu, tất cả các đồ trang nghiêm như vậy ta đều cầm dâng lên cúng dường. Như chỗ Bồ Tát ở cung trời đâu xuất, như vậy nơi trụ thai, xuất thai, tại gia, xuất gia, đi đến đạo tràng, thành đẳng tránh giác, chuyển bánh xe pháp vào niết bàn, trong những thời gian như vậy, hoặc trụ ở cung trời, hoặc trụ ở long cung, cho đến hoặc lại trụ ở cung vua, ở tại mỗi chỗ các như lai đó ta đều cúng dường như vậy. Nếu có chúng sinh nào biết ta cúng dường Phật như vậy thì đều được không thối chuyển, nơi A à Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có chúng sinh nào đi đến chỗ ta thì ta liền vì họ nói bát nhã ba la mật. Thiện nam tử ta thấy tất cả chúng sinh mà chẳng phân biệt tướng chúng sinh vì mắt trí huệ thấy rõ, ta nghe được tất cả lời nói mà chẳng phân biệt tướng lời nói vì tâm không chấp trước, ta thấy tất cả như lai mà chẳng phân biệt tướng như lai vì thấu đạt pháp thân, ta trụ trì tất cả pháp luân mà chẳng phân biệt tướng pháp luân vì ngộ pháp tự tại, ta một niệm biết khắp tất cả pháp mà chẳng phân biệt tướng các pháp vì biết pháp như viễn thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát thành tựu nhất thiết trí này như các đại bồ tát tâm không phân biệt biết khắp các pháp một thân ngồi ngay thẳng đầy khắp pháp giới ở trong thân mình hiện tất cả cõi một niệm đều đến chỗ tất cả chư phật ở trong thân mình hiện khắp thần lực của tất cả chư phật đầu sợi lông nâng khắp bất cả thuyết thế giới chư phật trong một lỗ chân lông thân mình hiện bất cả thuyết thế giới thành hoại ở trong một niệm cùng ở với bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh ở trong một niệm vào bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả các kiếp mà ta làm sao nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử ở hướng Nam này có một nước tên là Hiểm Nạn, nước đó có thành tên là Bảo Trang Nghiêm, trong đó có người nữ tên là bà Tu mật đa, người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị tỳ kheo ni, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiếp ngưỡng rồi tử tạ mà đi.